Xin kính chào quý anh chị. Hiện tại em đang đứng trên trục đường nhựa ở đường An Điền nha quý anh chị. Thì từ vị trí em đứng đi ra đường DT748 thì khoảng 500m nha quý anh chị. Từ vị trí mình đi ra đường vòng xe An Điền khoảng 700m nha quý anh chị nhé. Thì lô đất em giới thiệu quý anh chị ngày hôm nay có vị trí là từ cái một ven bê tông này sang một ven này. Bên ngang của nó là 5m, chiều sâu của nó là 30m nha quý anh chị. Đã có 100m thổ cư. Con đường hiện hữu phía trước là con đường nhựa này khoảng 5m nha quý anh chị. Đường nhựa này khoảng 5m. Thì ở đây thì đi ra đường DT748, còn ở đây là đi thông ra con đường thông ra sông Thị Tính nha quý anh chị. Vị trí đất của mình là có mặt bằng rất là bằng phẳng, đã được đổ đất cao hơn. 100m thổ cư nha quý anh chị, 100m vuông thổ cư. Thì có chiều sâu của nó là 30m luôn quý anh chị. Chiều sâu của nó là 30m. Lô đất của mình rất là đẹp nha quý anh chị. Xung quanh đây thì dân cư ở đông đúc quý anh chị. Này, khu dân cư đã hình thành rất là đông đúc nha quý anh chị. Thì lô đất của mình là 5x30, giá chủ cho bán hiện tại là 1 tỷ.